Nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu Blackpink chính thức công bố kế hoạch lưu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7 sắp tới. Những cô gái xinh đẹp và tài năng này không chỉ biết cách tỏa sáng trên sân khấu, mà còn khiến cả thế giới ngưỡng mộ với dàn xế hộp hạng sang mà họ sở hữu. Cùng điểm qua những siêu xe của Blackpink, bắt đầu từ Kim Jisoo, người sở hữu 4 chiếc siêu xe đáng mơ ước. BMW 7 Series. Một chiếc xe hạng sang trong bộ sưu tập của Jisoo có tên BMW 7 Series. Chiếc xe sở hữu thiết kế tinh xảo, nội thất yên tĩnh và động cơ vận hành trơn tru. Nữ ca sĩ này thường lựa chọn BMW 7 Series để tham dự các sự kiện sang trọng. BMW 7 Series được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.4 lít, công suất 523 mã lực. BMW 7 Series đạt tốc độ tối đa 249 km/h và có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 3,7 giây. Cadillac Escalade. Thứ thu hút người dùng ở bên trong khoang cabin chiếc Cadillac Escalade chính là màn hình cong OLED kích thước lên đến 38 inch với mật độ điểm ảnh ngang hàng với TV 4K. Cụm màn hình này được tách biệt, bao gồm một màn hình chính giữa hiển thị thông số kỹ thuật 14, 2 inch, bên phải là màn hình giải trí kích thước 16, 9 inch và bên trái có thêm màn hình phụ 7, 2 inch hỗ trợ một số thông tin cho người lái. Mercedes-Benz V-Class, xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thoải mái với đầy đủ các tiện ích sang trọng, đẳng cấp. Chiếc Mercedes-Benz V-Class được trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới MBUX với màn hình cảm ứng lớn 10, 25 inch, hệ thống âm thanh Burmester 15 loa, kính xe cách nhiệt, kính khoang sau màu tối, ốp trang trí vân carbon bắt mắt trở thành chuỗi trang trí thêm hoàn hảo cho khoang xe. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ 4 xi lanh tăng áp kép, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 163 mã lực và mô men xoắn 380 nm. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 12, 1 giây và có tốc độ tối đa là 188 km/h. Mercedes-Benz S-Class 500. Theo giới mộ điệu, S-Class luôn mang tính biểu tượng của hãng xe Đức với độ sang trọng và các công nghệ tiên tiến. Mercedes-Benz S500 sử dụng động cơ tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, đi kèm yếu tố điện khí hóa. Khối truyền động này tạo ra công suất 429 mã lực và mô men xoắn 520 nm. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 4, 8 giây và đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Danh tiếng Blackpink thậm chí còn lan tỏa tới ngành công nghiệp ô tô. Trong thời gian vừa qua, thành viên mang tên Jenny được làm việc với các chuyên gia thiết kế của Porsche để tạo ra mẫu siêu xe điện Taycan 4S Cross Turismo mang đậm dấu ấn cá nhân. Mẫu xe được Porsche thiết kế độc quyền cho Jenny sở hữu ngoại thất chủ đạo màu đen Metallic Black. Đáng chú ý, logo mang họa tiết đám mây xuất hiện cùng tên tài khoản Instagram Jenny Rubizen được chính Jenny thiết kế. Siêu xe trang bị pin hiệu suất cao 93,4 kWh với công suất 482 mã lực. Khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4 giây với phạm vi hoạt động lên tới 452 km. Lamborghini Huracan Evo Spider. Theo các nguồn tin, Jenny đang sở hữu một phiên bản màu hồng của chiếc Huracan Evo Spider với giá trị hơn 200.000 đô la Mỹ. Động cơ V10 5.2 lít trên Spider đã được nâng cấp lên mức công suất 631 mã lực, 600 nm mô men xoắn. Trọng lượng tổng Huracan Evo Spider đạt 1.542 kg, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3, 1 giây, tốc độ tối đa đạt 325 km/h. Một chi tiết đáng chú ý trên chiếc Huracan Evo Spider là việc người dùng có thể đóng, mở cửa kính đuôi xe để nghe tiếng động cơ V10. Tính năng này đã được số ít hãng xe thể thao trên thị trường áp dụng như McLaren. Rolls-Royce Dawn. Thành viên Lalisa Manoban, có biệt danh Lisa, sở hữu tới 2 chiếc Rolls-Royce. Đặc biệt, chiếc Dawn mà cô sở hữu có giá khoảng 322.500 đô la Mỹ. Phần ngoại thất được phủ một màu ngọc lam và bên trong là chất liệu da màu trắng nhạt. Được biết, nữ ca sĩ đã tùy chỉnh nội thất để phù hợp với các tiêu chí cá nhân. Rolls-Royce Dawn được trang bị động cơ twin turbo V12 6.6 lít, công suất 563 mã lực. Chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 4, 9 giây và đạt vận tốc tối đa 257 km/h. Lamborghini Aventador. Trong số rất nhiều thứ đắt tiền Lisa sở hữu chắc chắn phải nhắc đến siêu phẩm Lamborghini Aventador. Chiếc siêu xe màu đen hầm hố này có giá gần 556.942 đô la Mỹ. Lisa thường xuyên được nhìn thấy trên các con phố của Hàn Quốc khi cầm lái siêu bò Aventador. Trái tim của Aventador là khối động cơ V12 với hai dãy xi lanh đặt góc 60 độ, dung tích thực 6.498 phân khối, cho công suất tối đa 700 mã lực. Hộp số 7 cấp ISA hỗ trợ khả năng tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2, 9 giây và đạt vận tốc tối đa là 350 km/h. Chrysler 300S. Thành viên Rose của Blackpink lựa chọn chiếc Chrysler 300S, một chiếc sedan cỡ lớn có nội thất cao cấp để di chuyển. Chiếc xe đã được trang bị một động cơ lớn và khả năng xử lý ổn định nhờ hệ thống treo tương đối chắc chắn. Chrysler 300S sử dụng động cơ V6 3.6 lít tạo ra công suất 300 mã lực và mô men xoắn 357 Nm. Xe có hệ thống thông tin giải trí đẹp mắt, dễ sử dụng và có rất nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn và tùy chọn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.